Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Liệu Nga có tấn công NATO hay không? AFI tiếng Việt ngày 19 tháng Giêng có bài Moscow tăng tốc tái vũ trang, dấu hiệu Nga sẽ tấn công NATO. Theo AFI ngày 18 tháng Giêng, Liên minh Bắc Đại Tây Dương viết tắt NATO thông báo tổ chức cuộc tập trận kéo dài đến 4 tháng. Vì sao NATO tổ chức cuộc tập trận với quy mô chưa từng có kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc? AFI cho biết, mặc dù Nga không bị chỉ đích danh, nhưng Moscow với tham vọng lấy lại nhiều vùng lãnh thổ của đế chế Nga và Liên Xô trước đây, chính là mối đe dọa cận kề mà Liên minh quân sự 31 nước buộc phải sẵn sàng đối mặt trong vài năm tới. Và đây là hình bài trên AFI. Trước đó, vẫn theo AFI, ngày 17 tháng Giêng, trong phiên họp của Liên minh quân sự 31 nước tại Brussels, các chỉ huy quân sự của khối đã hối thúc các quốc gia đồng minh xem xét lại triệt để phương thức hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến chống xâm lược Nga. AFI cho hay, không chỉ là xem xét lại triệt để phương thức hỗ trợ của các thành viên NATO cho quốc gia tuyến đầu Ukraine đang phải vất vả đối phó với quân Nga, giới chức quân sự cao cấp của NATO còn kêu gọi thay đổi triệt để cách đối phó với các đe dọa nhắm vào an ninh của khói. Cụ thể, các xã hội phương Tây cần thay đổi hẳn tâm thế, chuyển hẳn từ một giai đoạn mà mọi thứ đa phần có thể được trù tính, được lập trình, sang thời kỳ sẵn sàng cho điều bất chắc nhất. AFI dẫn một bài phân tích thời sự trên trang mạng slate với một cuộc tấn công giả định của Nga nhắm vào các nước Baltic và hàng loạt yếu tố khiến phương Tây lâm vào tình trạng khó khăn. Và đây là hình Tổng thống Nga Putin, kẻ đầu sỏ gây chiến ở Ukraine cuộc khủng hoảng di dân trở thành mối quan tâm số một của người châu Âu. Phe cực hữu hoặc phe hữu cứng rắn lên nắm quyền tại một phần ba các quốc gia châu Âu. Đồng thời, Hoa Kỳ lâm vào cuộc khủng hoảng hiến pháp chưa từng có, khi mà sau khi thắng cử năm 2024, Tổng thống Donald Trump một lần nữa ra tranh cử vào năm 2028, trái ngược với quy định của hiến pháp Mỹ, giới hạn tối đa hai nhiệm kỳ Tổng thống. Trong kịch bản giả tưởng này, ngày 1 tháng 11, ít ngày trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, Liên bang Nga bất ngờ tấn công ba nước vùng Baltic. Ba Lan tuyên chiến với Nga, Pháp, Đức và Anh tham khảo ý kiến tòa bạch ốc trước khi quyết định tham chiến. Theo Slack, kịch bản này tưởng như rất xa vời, nhưng trong lịch sử đã không ít lần các báo động về nguy cơ chiến tranh nhãn tiền đã không được người đương thời nhìn nhận nghiêm túc. Ví dụ, cuộc xâm chiếm Ba Lan của phát xít Đức vào năm 1939, cuộc tấn công của đế quốc Nhật vào căn cứ Trân Châu Cảng cuối năm 1941, và đây là hình bản đồ châu Âu. AFI dẫn trang Slab đặc biệt chú ý đến một báo cáo của Hội đồng Đức. Theo đó, một vị nghiên cứu đã vạch ra 5 kịch bản NATO đối phó với cuộc xâm lăng của Nga. AFI cũng cho biết, ngày 15 tháng Giêng, Nhật báo Đức Bill loan tải một kịch bản của quân đội Đức về khả năng NATO và Nga xung đột vũ trang ngay từ năm 2025 có thể trở thành hiện thực. AFI dẫn ý kiến của giới chuyên gia cho rằng việc Nga tăng tốc tái vũ trang trong bối cảnh chiến tranh xâm lược Ukraine là lý do trực tiếp gây lo ngại. Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu kể trên, với tốc độ sản xuất vũ khí như trên, mối đe dọa quân sự Nga sẽ lên đến mức cực điểm trong khoảng từ 5 đến 10 năm. AFI cho biết thêm, giới quan sát từ nhiều năm nay lo ngại về mức độ chi tiêu cho quốc phòng của các nước châu Âu. Hiện tại, trong số các thành viên NATO châu Âu, chỉ có Ba Lan và các nước Baltic là có chi phí quốc phòng ngang hoặc trên mức 2% GDP cam kết. Để đối phó với đe dọa chưa từng có, kể từ Thế chiến thứ hai, các thành viên NATO và nhất là các thành viên NATO châu Âu phải có một nỗ lực vượt bậc. Bản báo cáo của cơ quan tư vấn chính sách Đức cho thấy cuộc đua ngược kim đồng hồ đã bắt đầu. Việc tái xây dựng cổ máy quốc phòng của châu Âu phải trở thành ưu tiên hàng đầu của châu Lục trước khi quá muộn. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Liệu Nga có tấn công NATO hay không? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Ngành tòa án ở Việt Nam cần một quá trình đại phẫu. Ngày 23 tháng Giêng, Facebook cá nhân của tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu có bài Tỷ lệ án oan sai là bao nhiêu? Thời báo chấm D giới thiệu bài bình luận này đến quý khán thính giả nội dung như sau. Thứ nhất, ông Trần Hùng nhiều lần, nhiều nơi tuyên bố không ai hối lộ được ông, kể cả những vụ án mạnh về tiền bạc và quyền lực như phân bón, thuận phong, thì hẳn trong lòng ông Trần Hùng phải có một niềm tin vững chắc. Và đây là hình tế tờ trên trang Facebook cá nhân của tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu. Không giống như các ông viết sách giáo huấn, hàng ngày rao giảng đạo đức, nhưng trên thực tế thì nhiều lần nhận hối lộ phát biểu của ông Trần Hùng trước đây và tại tòa luôn có khí phách. Giống như những người có bản lĩnh hiến dân vì lẽ phải, họ hiên ngang trước tòa, không cầu ban ơn, không khóc lóc hay xin lỗi cấp trên. Ông Trần Hùng rồi sẽ tiếp tục kháng án. Chứng cứ buộc tội ông Trần Hùng chưa thuyết phục, nhưng sợ rằng thẩm phán rồi cũng sẽ tuyên là đủ chứng cứ, như bao vụ án đã có quyết định trước khi xét xử. Hai thập niên gần đây, chưa thấy vụ án nào thay đổi căn bản phán quyết từ tranh tụng. Giáo án đã được soạn sẵn, làm thất thoát 15.000 tỷ đồng. Cựu phó thống đốc ngân hàng nhà nước Đặng Thanh Bình bị tuyên án 3 năm tù cho hưởng án treo. Gây thiệt hại 53 tỷ đồng trong một phi vụ bị phát hiện, ông Nguyễn Quang Tuấn bị kết tội 3 năm tù giam. Nhận hối lộ 200.000 đô la, tương đương 5 tỷ đồng, trong một lần bị phát hiện, ông Chu Ngọc Anh bị tuyên phạt 3 năm tù giam. Bị quy nhận hối lộ 300 triệu đồng, ông Trần Hùng bị tòa sơ thẩm kết án 9 năm tù giam. Không thể tìm thấy sự công bằng giữa các phán quyết này. Cách kết tội của các thẩm phán Việt Nam thật lạ lùng. Và đây là hình ông Trần Hùng vẫn luôn khí phách, dù đứng trước tòa. Những người có tính cách như ông Trần Hùng không nhiều trong giới thi hành công vụ hiện nay ông Trần Hùng trở thành đối tượng không mong muốn của một số người. Không thể áp dụng phương châm, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót ở bất cứ nơi nào. Có tội thì phải chịu tội, nhưng phải đủ chứng cứ mới kết tội. Chưa đủ chứng cứ thì chưa kết tội, phải xử đúng người đúng tội. Thứ hai, án sai oan không chỉ có mấy vụ nêu trên, vụ án bán con ruột bị kết án 23 năm tù tổng cộng cho cả cha lẫn mẹ đang gây phẫn nộ trong xã hội vì sự sai và không có tính nhân đạo. Bỏ tù người mẹ 10 năm, người cha 13 năm thì ai nuôi bốn đứa con nhỏ? Không bố mẹ nào mà không xót thương con. Năm 1945, vì đói, không biết bao nhiêu gia đình phải bán con, cho con, mong con có một chỗ ăn ở tốt hơn để thoát chết vì đói rét. Xét về hoàn cảnh thì đó là một giải pháp chấp nhận được, có lợi hơn cho người con và cho cả gia đình. Sử án mà không phân biệt được các tình huống để áp dụng luật thì phán quyết trở thành tội ác. Và đây là hình hai vợ chồng bán con phải chịu án tù rất nặng ở Trà Vinh. Tình cảnh tương tự như phải bán con nêu trên không cá biệt. Chẳng hạn như trường hợp người mẹ ở Cà Mau tự giận để lấy tiền phúng viếng cho con học hay như trường hợp người mẹ ở Huế tự tử để lại 400.000 đồng cho bốn con thơ. Đó là những trường hợp còn bi thương hơn tiểu thuyết tắt đèn của Ngô tắt tốt. Thứ ba, ông Nguyễn Xuân Phúc trước đây, lúc còn giữ chức thủ tướng rồi chủ tịch nước, khi nghe những trường hợp báo chí và mạng xã hội lên tiếng, ông thường chỉ đạo cấp dưới theo dõi và giải quyết. Không biết chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và thủ tướng Phạm Minh Chính có thời gian để biết đến những vụ án như đã nêu trên hay không. Thứ tư, tỷ lệ án oan sai ở Việt Nam là bao nhiêu? thật không dám đưa ra con số nghĩ trong lòng. Ở Việt Nam, câu hỏi tỷ lệ án oan sai là bao nhiêu phần trăm nên đổi thành tỷ lệ án không oan sai là bao nhiêu phần trăm thì có lẽ sẽ dễ đưa ra con số hơn. Ngành tòa án Việt Nam cần một quá trình đại phẫu. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin. Ngành tòa án ở Việt Nam cần một quá trình đại phẫu. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.